Nhìn bức ảnh này thì không biết là quý vị có suy nghĩ như thế nào, nhưng tôi thì tôi thấy rằng là đây là một bức ảnh rất đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ thì có vẻ hơi kỳ lạ đúng không ạ? Cảm nghĩ này của tôi có lẽ là cũng giống như nhiều khán giả ở đây. Xin bật mí với quý vị, bức ảnh này được chụp mái tóc dài 80 năm không cắt của một cụ ông ở Tiền Giang. Bức ảnh đã lọt vào danh sách những bức ảnh kỳ quặc nhất ở trên thế giới năm 2020 do hãng tin Reuters, một trong những hãng tin uy tín chuyên cung cấp tin tức thế giới có trụ sở chính ở London, Anh lựa chọn. Các biện pháp hạn chế nhằm chống dịch COVID-19 đã khiến nhiều người đàn ông trên khắp thế giới để tóc dài hơn bình thường, nhưng không ai sánh được với cụ ông Nguyễn Văn Chiến ở Việt Nam. Ông đã không cắt tóc gần 80 năm, Reuters mô tả trong một bài viết về cụ ông này hồi tháng 8. Cụ ông miền Tây này tự hào về bộ tóc dài 5m của mình. Cụ ông quan niệm rằng là được cha mẹ sinh ra như thế nào thì sẽ để như vậy. Reuters dẫn lại lời của cụ Chiến. Tôi tin rằng nếu tôi cắt tóc thì tôi sẽ chết. Tôi không dám thay đổi cái gì hết, thậm chí là không chải đầu. Tôi chỉ dưỡng, o bế bộ tóc bằng cách bịt khăn cho kín, khô, sạch và đẹp. Bên cạnh bức ảnh của cụ Chiến thì hãng tin Reuters đã chọn ra 54 bức ảnh kỳ quặc khác từ nhiều nơi trên thế giới, như là miếng mút cắm tăm ở trong thang máy ở Mumbai, Ấn Độ để ngăn mọi người dùng tay trần bấm nút thang máy do lo ngại đại dịch COVID-19, hay là cây cối được đặt vào ghế khán giả trong một buổi diễn tập trước khi một nhà hát ở Barcelona, Tây Ban Nha tổ chức buổi hòa nhạc nhằm tôn vinh tầm quan trọng của khán giả sau khi áp dụng biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19, hay là một lớp học yoga như thế này ở ngoài trời để đảm bảo giãn cách xã hội ở Toronto, Canada. Thưa quý vị, trong ngày đầu năm mới năm 2021 này thì chúng tôi xin được dành thời lượng của Chuyện Xưa Chuyện Nay để nói về những chú voi. Chắc ai cũng biết rằng là những chú voi được coi là biểu tượng của sự may mắn, và voi là loài vật mà được miêu tả ở trong nhiều nền văn hóa khác nhau, ở trong thần thoại, và cũng là một cái biểu tượng rất đặc biệt của văn hóa châu Á và đặc biệt là cả văn hóa châu Phi nữa, nơi có sự hiện diện của những chú voi. Kể từ thời kỳ đồ đá thì con voi đã được khắc họa trên những bức tranh khắc đá cổ ở trong những cái hang động. Theo thời gian thì chúng được mô tả nghệ thuật theo các hình thức khác nhau, bao gồm như là hội họa này, tác phẩm điêu khắc này, âm nhạc này, phim ảnh, và thậm chí là trong cả kiến trúc nữa. Vâng, và tôi thì nhận thấy là dù xuất hiện ở đâu thì voi đều được khắc họa vô cùng là ý nghĩa và được tôn kính. Và đặc biệt là trong tôn giáo, nhất là ở các vùng Ấn Độ và Đông Nam Á. Trong văn hóa Ấn Độ giáo thì voi được xem là linh vật vì nó là vật cưỡi của thần Indra, hay còn gọi là thần sấm sét, thần chiến tranh hay là thần hộ mệnh. Trong Phật giáo thì voi là một biểu tượng của sức mạnh tâm thức đấy chị Tu Anh. Vâng, còn ở Việt Nam của chúng ta thì truyền thuyết đầu tiên về voi có lẽ là về voi chín gà đúng không ạ? Một câu chuyện rất nổi tiếng. Sử sách nhắc đến voi và thuần dưỡng voi từ cả thời Hai Bà Trưng nữa. Vâng, và các triều đại phong kiến Việt Nam thì cũng sử dụng hình ảnh voi trong quân sự hay thậm chí là trong cả dân sự nữa. Đặc biệt là vùng đất Tây Nguyên, nơi có 17 dân tộc thiểu số sinh sống trên dãy Trường Sơn, thì voi cũng đã trở thành những người bạn thân thiết, là biểu tượng của sự giàu sang, sung túc và là bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc bản địa ở nơi đây. Vâng, và qua tìm hiểu thì tôi cũng được biết rằng là voi là cái hiện thân của sức mạnh cũng như là sự giàu có của các vị tù trưởng ngày xưa. Ở đây thì người ta quan niệm rằng con voi là động vật đứng đầu trong các loài thú rừng. Từ trước đến nay chỉ có một loài vật tượng trưng cho quyền uy, sức mạnh vật chất và tinh thần của mỗi dân tộc, mỗi buôn làng hay mọi người, đó chính là loài voi. Ông Abe, người Mơ Nông, là cháu của vua săn voi Amakong nổi tiếng đất Buôn Đôn, Đắk Lắk. Năm nay ông Abe cũng đã hơn 80 tuổi. Ông là một trong những thợ săn voi cuối cùng của vùng đất này. Bắt đầu lên lưng voi từ năm 18 tuổi. 22 tuổi, ông Abe chập chững bước vào nghề săn voi. Đến năm 1960, ông Abe đã săn được 8 con voi. Vào thời điểm đó, người nào bắt được 5 con trở lên đã được coi là dũng sĩ săn voi. Năm 60 nữa, khỏi phải khoang sang đầy hốc tô. Lẽo giải phóng là 80. Trước giải phóng, tôi bắt được 6 con. Sau giải phóng, bắt được 2 con. Thuần dưỡng được 8 con. Đến năm 1983 là không bắt nữa vì nhà nước không cho bắt. 8 con của tôi đều không có con nào đẻ. Và đến giờ, gia đình tôi cũng không còn con voi nào. Giải phóng này để xong tô. Mất hẳn 3 tô. Cho nên nó ngua này lái ngua. Với ông Abe và những người dân Tây Nguyên, nghề săn voi giờ chỉ còn trong ký ức. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, Việt Nam tham gia Công ước Quốc tế về bảo vệ động thực vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt diệt nhiều loài, trong đó có voi.
Chính vì thế, nghề săn bắt voi không còn. Tuy nhiên, voi vẫn hiện hữu trong đời sống của bà con Tây Nguyên bởi những giá trị bền lâu trong đời sống văn hóa của người Tây Nguyên nói riêng và người Việt Nam nói chung. Cái điều nó rất là dung dị, đó là con voi biểu hiện cho một sự may mắn, con voi biểu hiện cho sự khỏe mạnh, con voi biểu hiện cho một cái sự hiền hậu và nó rất có tình cảm với con người. Do vậy là nó trở thành một cái điểm sáng ở trong cái tâm linh của người Việt Nam và đặc biệt là đối với lại đồng bào các cái dân tộc. Con voi đã trở thành một cái biểu tượng và người ta cảm thấy đó là sự may mắn cho một cái năm mới và một cái công việc mới lớn của một cái sự bắt đầu. Phân loài voi sinh sống tại Việt Nam là voi châu Á, được xếp vào bậc nguy cấp trong danh mục sách đỏ của IUCN. Trong khoảng gần hơn 30 năm trở lại đây, số lượng voi Việt Nam nói chung và voi Tây Nguyên suy giảm nhanh theo từng năm. Những năm 1990, ước tính số voi hoang dã của Việt Nam còn khoảng 1.500 đến 2.000 cá thể. Hiện chỉ còn khoảng 124 đến 148 cá thể voi hoang dã. Đối với voi được thuần dưỡng, theo thống kê năm 2018, cả nước có 91 voi nuôi tại 11 tỉnh, thành phố, trong khi con số này của năm 2000 là 165. Tỉnh Đắk Lắk, nơi được coi là thủ phủ của voi thuần dưỡng, số voi cũng giảm mạnh. Đến năm 2018, số voi nuôi của Đắk Lắk giảm gần 100 cá thể so với năm 2000, chỉ còn 45 con. Nguyên nhân về cái suy giảm voi á, chúng ta biết á, tức là nguyên nhân này thì về khách quan như chủ quan, tức là về chủ quan thì có một số trường hợp là mua bán trao đổi đưa ra khỏi tỉnh. Đấy, đó là chủ quan của chúng ta. Ở thứ hai là khách quan là voi nó già, yếu, bọn những con người cũng không thoát của quy luật tự nhiên, già yếu phải chết. Ở thứ ba là cái khu chăn thả nó hạn hẹp, tức là xa buôn làng, do đó khi chăn thả những vùng xa như vậy thì voi cũng gặp nạn, voi bị voi rừng tấn công chết. Còn theo các chuyên gia, để bảo tồn voi hoang dã, vấn đề sống còn là duy trì sinh cảnh của chúng. Nhưng những cánh rừng già nguyên sinh, sinh cảnh cố hữu của voi đã và đang bị khai thác tràn lan, ngày càng suy giảm về diện tích, suy thoái về chất lượng hoặc bị xâm lấn bởi những hoạt động của con người. Trong một nghi thức truyền thống được tiến hành tại thủ đô Lima, các pháp sư Peru sử dụng hoa lá và các điệu nhảy truyền thống để đưa ra những nhận định cho bức tranh của thế giới trong năm 2021. Các pháp sư cầm trên tay các bức ảnh chân dung của những nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới như Tổng thống mới đắc cử Mỹ, ông Joe Biden. Đây cũng là nghi thức hòa giải mà các pháp sư thực hiện để xóa bỏ những xung đột trên thế giới nhằm hướng đến một năm mới hòa bình. Trong năm nay, đại dịch COVID-19 sẽ lắng xuống và biến mất. Vaccine sẽ mang lại hiệu quả cho tất cả chúng ta. Bên cạnh đó, mọi người trên khắp thế giới sẽ lấy lại được sự cân bằng về tinh thần sau một năm quá nhiều biến động. Các pháp sư Peru cũng đưa ra dự đoán về tình hình chính trị của thế giới với những tiên đoán liên quan đến bức tranh xã hội của Mỹ và Venezuela. Chúng tôi dự đoán nhiều quốc gia sẽ chứng kiến những thay đổi lớn trong năm nay. Cường quốc số một thế giới là Mỹ sẽ tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo của ông Joe Biden. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ngài Tổng thống có sức khỏe để đối mặt với nhiều thách thức. Mong cầu bình an và may mắn đến với đất nước Peru và tất cả người dân trên khắp thế giới. Chưa biết liệu những tiên đoán của các pháp sư người Peru có trở thành sự thật hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng thế giới đang rất mong đợi vào hiệu quả của vaccine COVID-19, đặc biệt trước sự xuất hiện của biến thể virus SARS-CoV-2. Nhiều quốc gia đã đặt ra các lộ trình tiêm chủng trong nửa đầu năm 2021. Theo ước tính, để phòng ngừa COVID-19, mỗi người dân cần tiêm ít nhất 2 liều vaccine và thế giới cần hơn 17 tỷ liều vaccine. Nhưng các quốc gia giàu có đã tận dụng nguồn lực kinh tế để mua trước các loại vaccine tiềm năng trong số hơn 150 vaccine đang được phát triển. Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu của WHO trong năm 2021 sẽ là tiếp tục chiến dịch phân phối vaccine công bằng, đồng thời cung cấp tất cả các dịch vụ y tế thiết yếu để hỗ trợ các quốc gia cải thiện khả năng sẵn sàng đối phó với dịch bệnh, không chỉ là COVID-19 mà tất cả các mối đe dọa về sức khỏe khác. Làng Bengkara nằm sâu trên đảo Bali, Indonesia. Những người khiếm thính ở đây chiếm tỷ lệ cao,
là do một loại gen có tên là DFNB3 đã tồn tại ở làng suốt 7 thế hệ. Nhiều cặp vợ chồng có khả năng nghe nói bình thường, nhưng lại sinh ra những đứa trẻ câm điếc. Tổng số dân của làng là 3.003 người. Ở Bang Kela có tới 44 người khiếm thính. Thông thường tại một ngôi làng với 3.000 người, tỷ lệ người điếc thường chỉ chiếm 4 hoặc 5 người thôi, nên con số này tại bang Bengkara thực sự khác biệt. Ngôn ngữ được sử dụng ở đây là Katakolok. Đây là ngôn ngữ riêng biệt của người dân nơi đây, khác biệt hoàn toàn với những ngôn ngữ ký hiệu còn lại trên thế giới bởi nó do chính những cộng đồng dân cư của làng tạo ra. Thị trưởng của làng cũng nói tiếng Katakolok, người nông dân hay giáo viên cũng vậy. Chúng tôi dạy cho trẻ cách sử dụng ngôn ngữ Katakolok từ lớp 1 đến lớp 6. Các em học sinh bình thường hay bị khiếm thính đều được đối xử một cách công bằng. Bang Kela là một cộng đồng thực sự khác biệt, bởi lẽ ở đây, người bình thường và người điếc đều chung sống với nhau mà không có sự phân biệt đối xử. Tôi hạnh phúc vì được sống ở cộng đồng này. Tôi có thể giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người không thể nghe thấy, vì với tôi, họ thực sự đặc biệt.